Cao Minh Hưng xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của đài Lira Sài Gòn TV. Kính thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi chào đón quý vị trở lại với chương trình Zoom Up cùng với các em thiếu nhi. Đây là chương trình chúng tôi đã thực hiện bắt đầu từ cái mùa dịch COVID-19 để chúng tôi mời các em đến tham dự chương trình, chia sẻ những sinh hoạt của các em trong suốt tháng hè vừa qua cũng như là những ngày đầu tiên ngày hôm nay các em chuẩn bị trở lại trường. Ngày hôm nay một lần nữa rất vui có sự trở lại của Thường Thiên cùng với thầy Cao Minh Hưng cũng điều khiển chương trình cũng như là mời quý vị khán giả cùng tham gia. Nếu có các em nào mà muốn tham dự chương trình này thì ngày hôm nay có em Ngân Liêu cũng tham dự chương trình. Trước hết thì mình chào Thường Thiên và mời Thường Thiên gửi lời chào đến khán giả của đài. Xin kính chào thầy và quý khán giả của đài Little Sài Gòn TV. Rồi, mời con Ngân Liêu. Con chào khán giả của đài đi con. Can you say what we practiced? Con xin kính chào khán giả. Con nói đi con, nghe đi, first time. Ok, great. Con turn on cái mic nha, rồi, đồng thời đi đâu. Thưa quý vị, thì có những em thì lần đầu tiên đến chương trình, đến với chương trình như em Ngân Lưu, thì hy vọng cho những lần sau, hôm nay thì thấy là cũng cố gắng lắm rồi, bố mẹ cũng khuyến khích đến tham dự chương trình. Nghe mẹ nói tâm tình thì cũng thêm những chương trình của Trung Thu của đài Liêu Sài Gòn TV tổ chức vừa qua rồi thấy là các em hát rất là hay. Mẹ cũng muốn Ngân Liêu tham dự chương trình nhưng mà cái thứ quý vị rất tiếc là cái mùa dịch COVID-19 này các em thiếu nhi không thể tiếp tục đến học hát, học múa. Thì Cao Minh nói với mẹ của bé Ngân Liêu là thôi để cho bé tham dự chương trình để tập làm quen với các em trong câu lạc bộ tình nghệ sĩ, từ từ bé sẽ dạng hơn, rồi tập hát, tập múa, rồi đến ngày nào đó là cái dịch COVID-19 này đi qua thì chúng ta sẽ trở lại. Em sẽ thấy rất là đông, những 3, 4, 50 bạn bè, có những anh chị lớn hơn như là Thường Thiên, những em cùng trang lứa, những em nhỏ hơn Ngân Liêu nữa. Ngân Liêu năm nay con bao nhiêu tuổi con? How old are you? Mấy tuổi? Dạ con chào con, 8 tuổi. 8 tuổi giờ là học lớp mấy ha? Con học lớp 3 hả? Wow. Bây giờ con gọi back to school chưa hay là còn học online? Còn học online. Đấy đó, wow. Chị Thường Thiên thấy bé dễ thương không? Chị Thường Thiên có câu hỏi gì cho em không nè? Nhiều quá, dễ thương luôn á thầy. Con nhớ con 8 tuổi là con cũng mới bắt đầu hát giống bé Ngân vậy á. Halloween sắp đến á. Sắp đến rồi Ngân, năm nay Ngân sẽ hóa thân thành nhân vật gì? What are you doing for Halloween? Dạ con chưa biết. You don't know yet. Do you want to be something? Have you asked your parents yet? Chưa. I think hình như mẹ Thuận Thiên muốn Thuận Thiên làm angel. You want to be angel with me? Maybe? Yeah, mẹ Ngân Liêu có muốn không? Yeah. Yeah. Do you like to sing? Hình như hôm nay bé Ngân có hát một bài đúng không? Yeah. Sing, right? Do you like to múa? Do you like to dance? Yeah. Yeah, that's why you're joining câu lạc bộ tình nghệ sĩ. Rất là dễ thương. Ngày hôm nay thì bé Ngân Liêu, con có nhớ con chọn sẽ chọn bài hát bài gì không nè? Hai bé Ngân Liêu. What is it? Yeah. What song you gonna sing today, con? Huh? Để thầy tìm ha. Cái đây là cái bài hát mà bé Ngân Liêu nói là bé sẽ hát ra cho chúng ta nghe. Bài Hello Việt Nam. Con thấy trên cái screen không? Đây là một tác giả tới bài hát này là ông Marc Lavoine, người Pháp. Chắc là Thường Thiên con cũng nghe bài hát này rồi phải không? Một bài dạ, hát con đã hay. Con có thấy được những cái lyric trên màn ảnh không? Dạ, thấy ạ. Trong những cái câu này thì không biết là bé Ngân Liêu hay bé Thường Thiên. Chắc là bữa nay mình có bé Ngân Liêu hát và chọn một cái bài cũng rất là hay, rất là ý nghĩa dành cho các em. Tác giả bài hát này hình như khi mà ông viết em cũng cho một cái em ở người người Bỉ, tức là Belgium. Belgium thì em này không có, chưa bao giờ về Việt Nam, thành ra rất là nhớ Việt Nam, muốn biết cái quê hương của mình như thế nào. Đó là lý do tác giả này viết bài hát này tặng cho bé, như lúc đó là bé Quỳnh Anh thì phải. Yeah. Thì trong những cái câu trong cái lyrics này, không biết là Thường Thiên hay là
Ngân Lưu con thích những cái câu nào trong này nè? Dạ thưa thầy, con thích cái câu "Tell me all about my color, my hair, and my little feet that have carried me every mile of the way." Tại sao con thích cái câu này? Dạ con thích câu này tại vì con ở Mỹ thường thường, tuy nhiên con cũng ở Cali thì cũng có nhiều người châu Á, người Việt Nam cũng nhiều, mà con cũng không có, hồi xưa con cũng không có hiểu về văn hóa con nhiều, con không có hiểu là tại sao con là người châu Á rồi người ta là người Mỹ trắng hay là cái này cái kia, tại con đi học với bạn như vậy, con cũng tại sao tóc con đen, con không có hiểu mấy cái đó, nên con relate cái câu này. Rất là hay, rất là ý nghĩa. Chắc là con phải gửi phỏng vấn interview bé Ngân Lưu coi tại sao bé lại thích cho cái bài hát này ha. Cô bé này cho Why bé do you like this song? Because it's told all about Vietnam. Vietnam? Have you ever been to Vietnam? Yeah. Really? Do you like it there? Yeah. Yeah, I remember when I went, I was like very young, but I really liked it. Yeah, is there like a specific sentence that you really like in the song? Which line is it? Con có thích cái câu nào trong cái bài hát này không bé Ngân Liên? Con thích câu nào trong bài hát này? which thing do you like? Which line do you like? Do you like the chorus where it says, "One day I'll touch your soil, one day I'll finally know your soul"? You like that line? You like the chorus? Yeah, the điệp khúc is very nice, very, very meaningful, right? Yeah. Bé hơi bị nhát. That's okay. Là bé lần đầu tiên đến với show, thì là chắc chắn khán giả cũng thấy cái sự dễ thương của bé. Bác dù là giống như là thường tiên nói cũng hơi nhát. Ngày xưa chắc em nào lần đầu tiên đến chương trình cũng hơi nhát, mà từ vài bữa nữa là vài lần lên show là bé sẽ nói nhiều hơn Thuận Thiên luôn đó. Và bây giờ mình đợi khán giả sẽ cho cái phần trình diễn của bé Ngân Liêu nha. Bé sẽ hát chúng ta, gửi chúng ta cái bài này, "Mùa xuôi Việt Nam", hay là dịch ra tiếng Việt là "Xin chào Việt Nam" hay là "Hello Việt Nam", qua tiếng hát của bé Ngân Liêu. Sau đó chúng ta sẽ trở lại với phần 2 của chương trình ngày hôm nay để nói về những ngày lễ Halloween sắp tới, phải không? Xin quý vị trở lại sau một vài thông tin thương mại bảo trợ cho chương trình ngày hôm nay. Show me your
Just say.